Mình có hai cây sung trồng nhờ một cái trường học. Cũng đến thời gian mà phải cắt giật rồi anh em ạ. Đây là cây thứ nhất. Và kia là cây thứ hai. Đây là cây thứ hai. Hai gốc sung này nó cũng có cái gì đó nó rất hay. Và đến thời gian gốc kia này cắt giật rồi, còn gốc này thì chưa. Thì anh em chơi cây thì anh em biết là có rất nhiều cách để chúng ta làm cây. Thứ nhất là có những anh em mà nó ít thời gian thì các anh em sẽ chơi theo kiểu là cứ để cành, sau đó anh em uốn ra tạo thành bông vào cái anh em chơi. Đấy, cách đấy thì nó có ưu điểm là nhanh, nhanh được chơi. Và cái cách của mình là cái cách mà chúng ta phải cắt giật. Cách cắt giật thì nó có cái ưu điểm là cây nó sẽ rất đẹp. Cổ cành rồi những tay uốn tay nắc nó thực sự nó đẹp. Ví dụ như đây chẳng hạn. Đây mình cắt giật đây đã mít hết rồi. Nhưng cách này nó cũng có cái hạn chế là thời gian nó rất là lâu. Với những cái cây mà chúng ta làm theo cách kia thì nó chỉ rơi vào tầm 2 năm là chúng ta có cây để chúng ta chơi thôi. Nhưng với những cái cách chất cắt giật như mình ấy, nó phải tầm khoảng 5 đến 7 năm mới có cho nên chậu lên bẹ được. Đây, anh em nhìn đế của nó này. Nó ra như một con rồng. Nó bò này. Đầy mít hết rồi. Này là quá. Nói chung là cứ tầm to hơn cái cốc này cắt giật là vừa. So với thân nó cân đối, sau này nuôi tới 3 mét cổ ngọn là vừa. Cây bên này nữa cũng đẹp, quái. Rất quái. Đấy. Anh em xem một thân. Gốc nó be móng ra móng như một con rồng. Cắt giật hết anh ạ. Đây lúc đầu là nó chỉ bè đến đây thôi. Sau đó bắt đầu là nó gân nó lên, nó cao bấy nhiêu. Tất cả các vết cắt giật này, đầu cành là mít hết rồi. Với gốc này thì cũng chưa đến thời gian để chúng ta cắt giật. Bởi vì là nó còn nhỏ quá. Anh em cứ cắt giật thì cứ phải rơi vào tầm cỡ cái cành của nó ấy. Bằng cái cốc uống nước to ấy, thì là anh em cắt giật sẽ tốt nhất. Cây này cũng vậy. Bệ đế của nó ra rất đẹp. Nó bò như một con rồng luôn. Nó bò lên. Lắc này. Tay lắc của nó. Với cây sung này thì mình dự kiến là sẽ làm trong tầm khoảng 5 năm. 5 năm thì mình sẽ cho lên chậu. Đấy. Tay 1, tay 2, tay 3. Tay 3 ra đây. Đối với sung anh em ạ, thì để muốn cây phát triển sinh trưởng tốt ấy, thì anh em đừng bao giờ cho lên chậu rồi tạo tay cành, mà anh em phải trồng dưới đất. Và nguyên tắc là phải có ánh sáng. Không lên trồng ở trên chậu rồi chơi tạo tay cành nó rất khó anh em ạ, nó lâu lắm. Thứ hai nữa là
trồng ở những nơi mà nó thiếu ánh sáng thì sung nó sinh trưởng rất là chậm. Tay này bằng cái cốc rồi. Tất cả các sẹo míp hết. Đấy, trồng ở dưới đất thì nó nhanh như vậy anh em ạ. Chỉ trong vòng tầm khoảng 5 rưỡi là có thể cắt giật được thôi. Vị trí của cái tay cành này nuôi nó nhanh này. Hôm nay phải cắt cái cành chính như này. Đấy. Cắt cành chính này. Vào làm tay ba. Xong nó mới dồn vào những cái tay cành bên dưới. Không có bé tí. Cái này thân bên này đẹp quá nhỉ. Bên kia thì hơi nét. Quá đẹp, con này đẹp, con nhựa. Nói chung giật tay của nó. Nói chung là mình cắt giật thì mình cũng không cắt chéo. Vâng, cắt chéo là mình cứ cắt thẳng bằng luôn. Là phạt chết luôn. Ừ. Sau này cái sẹo nó xấu. Mình cắt bằng sẹo nó mới đẹp được. Nó míp tất cả những cái đầu này. Cái sẹo đẹp. Ừ. Bên này. Sẹo này míp hết rồi kìa. Ừ, tạo ra quả dễ thế mà, sung ra quả dễ thôi. Cái cách cắt giật này thì hầu hết chỉ dành cho những anh em mà nó có cái sự tỉ mỉ. Cách làm tỉ mỉ không? Em mang cưa ra đây em ơi. Đấy. Bây giờ chú sẽ cưa cho anh đây. Đây nó có cái mắt này. Đấy. Cưa bằng nhá. Đừng cưa vát thế này là thôi luôn cây đấy. Từ từ để anh ngắm đã. Theo chú thì nên đúng nên cưa đấy không? Cưa đấy hợp lý. Hợp lý không? Đây nó có cái mắt này. Sau này tay là mình sẽ làm sang bên này đúng không? Mặt trở vàng. Chú cưa được cao lên thêm một tí nữa đi. Tầm đấy chưa? Ừ. Đây này. Tầm này này. Sau nó mà không ra ở đây thì nó ra ở trên thì mình gọt đi là sau. Ừ. Rồi. Đấy, cưa chanh ở đây. Cưa đi. Cẩn thận nhá. Cưa phải cưa hai bên đấy. Cưa một bên nó toác luôn rồi. Cưa được bên này. Sau đó là lại cưa tiếp bên này. Ơi rồi cứ bình tĩnh nhiều nhựa rồi, nó nhiều nhựa nó xít cưa lắm. Cây này chú bảo tay anh làm tầm khoảng 5 năm có ổn cho lên chậu không? Lệch bên này đi. Ăn lưỡi cưa ăn xuống rồi, lưỡi cưa ăn xuống rồi. Thì cứ cưa lại. Cưa cưa ngang đi, không nói lên. Đấy. Làm. Vỡ mất vẫn chưa được. Hơi bảnh một tí. Ừ. Đây, bên này chứ. Cho cứ đứa ăn lên đi, đứa cứ ăn lên. Toát mà. Hay quá. Được không? Hay quá. Cẩn thận gãy cành kia. Không cần phun được. Trong nhà đấy. Khi nào mà nó bằng cái cốc uống nước to thì mình sẽ cắt giật được anh em ạ. Khéo gãy cành này em ơi. Cưa lại cái vết cưa cho nó bằng cho anh. Đây. Đây chú lấy keo này chú ấy cho anh. Bôi cho anh lên mặt. Bôi. Bôi lên.
bụi đất đấy. Không bụi keo chứ. Đất thì không, trừ khi không có keo. Bôi keo mà. Sau còn phải cắt lại lần nữa. Tránh thối ở đây. Sau này khi nó có mắt rồi, nó ra tay, mình đóng được tay rồi thì mình sẽ cưa lại, chỉnh lại. Bíp hết rồi đây. Chú ơi. Bằng bíp hết mà. Bây giờ nó lên cái phần cổ ngọn, nó vào đây nó còn kéo cái mạch này lên, nó còn bíp nữa. Nó sau nó lên cổ ngọn đây, nó sẽ kéo cạch này, mạch này còn míp nữa. Đây chú xem cái cây này cái. Cây này cắt được chưa? Chào bác nhá. Dạ. Bác đi đón cháu ạ. Cây này bộ đế đẹp ấy. Nhưng cây này nó có cái vẻ nó rất kỳ. Kỳ nhỉ. Quái, cây này quái cây. Tay cắt chưa? Cây này, tay này cắt được chưa? Cắt được rồi đấy. Chưa cắt được rồi. Để nuôi là hơi to đấy. Tranh chấp đến ngọn. Tay như thế là vừa rồi. Bắt đầu nuôi bông ra được rồi. Được rồi, cắt luôn đi. Cắt luôn. Đây là gốc sung thứ hai. Cắt dưới trước để đỡ cho. Đấy. Xong bây giờ cắt ở trên. Gốc này quá nhỉ. Anh thấy được không? Bắt đầu nuôi tay này lớn này. To hơn tay kia một tí bởi vì là cây kia nó nhỏ hơn cây này. Xong bắt đầu mình cắt sau. Sau mình sẽ mua một đôi ang. Làm đôi ang để sân anh nhỉ? Hai con rồng. Làm đôi ang để sân. Đây, ngày xưa xe cẩu nó kéo nó rách tướp hết đây là vậy mà nó lên sẹo nó rồi. Lên sẹo thành hết chân trụ rồi. Này. Phải kéo nhanh. Anh em nhìn cái chân nó ra. Cái chân này mà hở lên mới đẹp lắm. Bám bám lên. Xong rồi em cho chân nó nổi lên trên ang. Khó hết rồi. Lớn. Mỏng 3 gang tay. Thân chỗ này 1 gang, 2 gang, hơn 2 gang. Đẹp quá anh nhỉ. Cái này mà hoàn thiện là đôi đôi lên ang là đẹp đấy. Đôi lên lên ang là sẽ đẹp đấy. Nhưng mất nhiều thời gian lắm. Cắt giật thế này chỉ dành những anh em mà có tính kiên trì thôi. Còn bây giờ ăn sổi là người ta không cắt giật thế này đâu anh ạ. Là người ta làm tay bông luôn. Xong người ta chơi luôn vậy, nhanh. Tầm 2-3 năm là xong. Nhưng cắt giật thế này nó cũng phải rơi vào hàng chục năm. Lên từng tí một, từng cái mầm một trông. Vậy là mình đã cắt giật xong cái cây sung anh em ạ. Như con người vậy. Trải qua bao khó khăn vất vả nó mới lên người. Sùng thì cũng thế thôi. Cũng phải cắt, cũng phải giật, cũng phải đau, cũng phải đớn thì nó mới thành cây đẹp được anh em ạ. Hai cây sùng này thì tuổi của nó thì nó cũng rất là lâu rồi. Ví dụ cây này và cây kia thì nó chính là hai cây ở cái bờ ao anh em ạ. Rất là lâu rồi. Đấy, và đây là hai cái rễ. Khi mà người ta phá trường, người ta làm thì làm nhà mới thì người ta mới bỏ cây sung này và anh em nó nuôi ra đây nó trồng. Và trồng ra đây nó cũng rơi vào tầm cỡ khoảng 5 đến
7 năm rồi. Sau này thì mình sẽ mua hai cái ang, mình cho lên. Nếu tính ra thì nó cũng phải rơi vào tầm cỡ khoảng 4-5 năm nữa thì mới thành phẩm được. Vâng. Cây này là người ta người hay rứt đây anh này. Đây có cái cành đây người ta rứt này. Người ta bẻ mất. Cái tay này hay bị bẻ. Tất cả các sẹo nó míp hết rồi. Nhanh ở đây nó kéo làm nhanh. Kéo sẹo rất nhanh. Thì nó khỏe nó kéo nhanh. Đây chân nó ra tận đằng này cơ mà. Đây ang phải lớn đấy ạ. Ang rộng phết đấy. Chít ra tận đây. Bác ở đây thấy trẻ con nó nghịch ngợm gì thì bác để ý giúp em cái nhá. Trẻ con thì nó không ra đây. Vâng. Để ra cái này quát rồi không ra. Để vài năm nữa em chuyển nó về chậu em chơi. Đấy, như vậy là mình đã giới thiệu với anh em cách cắt giật hai cây sung. Cây này cho ra quả dễ thêm anh. Thứ nhất là em để cắn nó đi, thứ hai là em chịu khó băm chặt chút là nó ra quả ngay mà. Bây giờ nuôi tay tán đã thì mình không cho quả nên vội. Chứ còn để cho đến chậu rồi thì ra quả dễ thêm mà. Cây sung bên này nó quái hơn cây sung bên kia. Cây sung bên kia nhìn nó thuần hơn. Anh thấy cây sung bên kia đẹp không? Cái con rồng này thì nó thuần hơn. Nhìn chân nó ra. Hai con rồng. Bên kia một con. Hai con này lên ang rất đẹp. Vâng ạ. Vâng ạ. Vậy là mình đã chia sẻ với anh em cách cắt giật hai cây sung. Chúc anh em một buổi chiều nhiều niềm vui.